Sáng em đi chợ em thấy cá rất là tươi ngon á cả nhà, nhưng mà em không biết cái cá này cái gì đó, ngon lắm cả nhà. Bên Mỹ ai có biết rồi cá này nhớ comment cho em biết nha. Nó dòm nó giống tựa tựa giống cá hường Việt Nam á cả nhà. Bữa nay em bị allergy nè, dị ứng á cả nhà. Ra ngoài đường cái là ba cái bông đồ nó rớt nó bay á, nên nó bị dị ứng. Nên em ướp nghệ, sả, muối, tiêu, bột ngọt và miếng ớt khô, ớt bột á. Rồi em ướp xong rồi cả nhà, bây giờ mình để cho nó thấm á, cỡ khoảng 20 phút rồi mình hãy đem chiên nha cả nhà, rất là ngon nha. Em ướp cá ra được 20 phút rồi cả nhà. Hôm nay ra ngoài sân nè, trời mát, ra đi chiên cá rất là ngon nha. Đây, muối, sả, ớt á, cho tí xíu nghệ, bột nghệ vô nữa, dần dần những cá rất là ngon, hấp dẫn.